cho anh nữa, cho anh nữa, cho anh nữa. Tập trung vô trận. Cái này thì khi mà tập trung cái nào? Cái áo này. Tay vạt. Cái áo này nhìn chuyên nghiệp lên. Khó lắm. Bay vào mặt em. Ủa? Chứ anh đã từng rồi mà. Nó bánh vào mặt của anh. Đừng có chờ mạnh quá. Để dậm thôi. Để chung đó. Ừ. Bây giờ vậy nào? Đó, cái này luôn. Hiểu không? Bây giờ mình đừng có canh cái đó nữa, mà không có cái đó mình không canh được. Bây giờ mình chỉ cần có cái tâm, mình canh từ người này tới người này là khoảng bao nhiêu? Trong cái điều mà. Ờ, trong cái điều mà mình biết cảm giác rồi. Tại vì cái này nó cả nó chạy luôn, tâm đâu nói gì về cái đấy. Đúng không? Không, cũng thì thấy nó bao nhiêu. Ờ, tại vì mình đứng đó, mình nhìn đó, đứng bên về biểu. Nhưng mà mình cảm nhận được cái khoảng cách từ mình cho tới cái người kia là bao nhiêu đó là. Lùi 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 em này tập trung vô cho tôi. Rồi hay lắm. Thật sự. Cắt luôn. Cắt phần này. Thay diễn viên rồi. Đây. Không, đi ra luôn. Em chậm quá luôn. 1, 2, 3. Đẹp không? Đẹp quá. Mày cười. Mày không được. Bây giờ mày quay được một xíu. Quay được một xíu rồi đã intro. Rất là lâu rồi. Bây giờ đã đầu giờ chiều. Rất là nhiều cảnh khác, rất là số khác. Bây giờ mới đầu giờ chiều thôi. Chắc đêm mới về. Nay Hàn Quốc rất là lạnh. Mặc mỗi áo sơ mi ra ngoài. Xuất xịt, vừa nhảy vừa. Với mọi người hôm nay mình làm tông mới không? Rất là mới lạ.
Không hiểu sao. Tết rất là đau. Đang buồn ngủ buồn ngủ và nhắm mắt một cái chỉ Tết khá là đất mình lại luôn. Mình mới chỉ quay được một đoạn xíu xíu thôi nhưng mà nhảy rất là nhiều lần. Mệt. Hay hơn. Hồi nãy mới tới lạnh tái mét cả mặt. Bây giờ rất là nóng. Với áo. Yeah. Action. Ngon quá cửa. Bạn ăn bánh gì mà trông ngon vậy? Bánh chocola. Ồ, bánh chocola. Sức khỏe nha. Yeah. No. Ly. Tắm môi rồi. Đây không? Đây không? Rất hợp tác đấy. Rất hợp tác đấy. Không như mình.